Hi, xin chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình sẽ trả lời một thắc mắc, một câu hỏi là học đàn tranh có khó không? Thì trước tiên để trả lời câu hỏi này thì mình xin hỏi các bạn là các bạn muốn học đàn tranh để trở thành một người chơi đàn như thế nào? Ví dụ các bạn muốn học đàn tranh để trở thành một nghệ sĩ đánh đàn rất là hay, mọi người ngưỡng mộ thì các bạn phải hiểu là để làm được cái điều đấy thì một người nghệ sĩ họ phải trải qua rất là nhiều năm đi học ở những trường như nhạc viện, thậm chí học từ bé, sau đó là đầu tư rất nhiều tiền để học thêm những người thầy giỏi, họ dạy cho người ta những kỹ thuật hay, những mánh khóe, những miếng để chơi đàn cho hay hơn. Và những người như thế họ còn phải đi biểu diễn, họ chơi rất lâu năm nữa thì họ mới có khả năng đánh hay được như vậy. Và điều then chốt của những nghệ sĩ đấy là họ phải có năng khiếu, họ hát rất là hay, từ bé họ đã có năng khiếu có thể chơi đàn rồi đó. Vậy nếu như các bạn muốn trở thành một người nghệ sĩ như vậy thì mình nói thẳng luôn là khó cực kỳ luôn, thậm chí các bạn không thể làm được đó. Nhưng nếu các bạn chỉ muốn học đàn tranh và biết chơi thôi, biết chơi cho mình vui thôi, biết chơi để mình biết chơi nhạc cụ để cho cuộc sống của mình thanh thản, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, thì nó lại rất là dễ, không đòi hỏi quá cao, đủ dùng thì rất là dễ. Để minh chứng điều này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một thử một đoạn của đàn tranh để các bạn biết rằng đàn tranh dễ hơn so với các bạn nghĩ rất nhiều. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn học một bài đàn tranh cơ bản. Bây giờ các bạn muốn học một bài ví dụ Thanh Hoa Sứ, nếu các bạn xem người ta đánh thì rất là hay, nhưng bây giờ mình học ở mức cơ bản thôi. Cảm ơn sứ Thanh Hoa, các bạn gõ là C5 nhé. Cảm ơn cơ bản đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đọc đoạn đầu là son pha rê pha pha rê pha pha rê pha rê đô son pha rê pha pha rê pha pha la son pha pha đô rê la 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 son la son la đô la 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 son 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 pha la son. Rồi mình vừa đọc đoạn cảm âm, bây giờ mình sẽ đi vào học trên đàn. Thì mình có đánh dấu nốt trên đàn sẵn như này. Người mới học các bạn nên đánh dấu nốt đồ rê fa son la, sau đó đọc lại đồ rê fa son la, đồ rê fa son la tương ứng các quãng khác nhau. Thì bây giờ đoạn đầu tiên là son fa rê fa fa rê fa fa rê fa rê đồ. Thì đây son fa rê fa fa rê fa fa rê fa rê đồ. Đấy. Đánh như là rồi son pha rê pha pha rê pha pha la son pha pha. Đây đoạn thứ hai rồi đoạn thứ ba đủ rê pha la la son la son la đô la thứ tư na 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 son 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 và la son. Đấy. Bây giờ mình sẽ đánh lại cả bài, lúc hướng dẫn thì mình sẽ tập chậm, lúc đánh thì mình sẽ tiết tấu lên hơn. Thì là các bạn có thể mổ cò trên mặt đàn là có thể ra được âm rồi, nhưng để đánh ngay như các nghệ sĩ thì nó cần rất nhiều thời gian. Như bản thân mình cũng không phải là một người đánh đàn tranh tốt đâu, mình chỉ gọi là cũng gọi là mổ cò bập bẹ thôi, có thể nghịch một vài bài mà mình thích thôi. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem video của Nhạc Cụ Đàn Hương. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một follow kênh để mình có động lực phải ra nhiều video mới hơn để cùng mọi người. Vâng, xin chào mọi người.